Bạn thân mến, ai cũng muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Để có hạnh phúc, bản thân mỗi người chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực và chân thành trong mối quan hệ ấy. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng và sẽ biến mất với những người không biết gìn dưỡng. Trong blog radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết trân trọng, được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Còn một tháng nữa là Tết, mùa xuân chưa hẳn đã về, nhưng người ta có thể cảm nhận sự háo hức đang lan dần trong không khí. Từ những bó hoa đủ màu sắc buộc trên chiếc xe đạp đã tróc sơn dựng ở ven đường, cho tới cánh cửa rộng lớn tấp nập của những trung tâm thương mại trên con phố sầm uất. Bị ảnh hưởng bởi không khí đó là nhân ngày nghỉ, tôi dắt bé Mèo, cô con gái 3 tuổi của mình, đi sắm chút đồ chuẩn bị cho một năm mới. Hai mẹ con dạo quanh siêu thị một lát, trong xe đẩy đã chất đầy đồ ăn, chủ yếu là bánh kẹo mà con bé thích, lại thêm hai đôi giày công chúa rất xinh. Tôi dắt tay bé Mèo tới quầy thu ngân. Phía đằng trước là một gái rất trẻ, mái tóc xù bông nhìn rất cá tính, cũng đang thanh toán. Khi những món đồ của cô ấy được cho vào túi xong, cô bé thu ngân nói giá tiền, cũng tỏ ý sốt ruột vì sắp tới giờ giao ca. Cô gái tóc xù phía trước loay hoay tìm trái tìm phải một hồi, cuối cùng ngại ngùng thốt lên: "Xin lỗi, tôi quên cả ví cả điện thoại ở nhà rồi." Giọng nói quen quen khiến tôi chú ý. Tới lúc cô ấy quay mặt lại, tôi mới nhận ra đó là Ly, cô chủ quán niệm, hàng xóm sát vách nhà tôi. Sở dĩ tôi biết cô ấy vì con gái tôi chiều nào cũng chạy sang cửa hàng cô ấy chơi. Con bé thích con mèo Sphinx ở đó lắm, chiều nào đi học về cũng tranh thủ lúc tôi nấu cơm, dọn dẹp là chạy sang đó quấn quýt với con mèo ấy một lúc. Tôi mỗi lần sang đón con về đều thấy Ly ngồi trên sofa lướt điện thoại. Ở quán cô ấy còn có một cậu nhân viên rất nhiệt tình, dễ mến, tên là Huy. Trái ngược với Huy, Ly khá là ít nói, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng. Nhưng tôi biết cô ấy cũng khá là tốt bụng. Bé Mèo từng kể với tôi rằng có lần Ly mua kem cho con bé, còn tặng con bé một con búp bê rất đẹp. Tôi tra giá con búp bê đó trên mạng, suýt rớt hàm khi nhìn thấy giá tiền của nó. Tôi vội vàng mang trả, nhưng Ly chỉ không mặn, không nhạt, đáp lại: "Con bé thích thì cứ để đó giữ đi, tôi không nhận lại đồ đã tặng người khác đâu." Tôi không nói thêm nữa, chỉ biết cảm ơn. Lần này thật may, có cơ hội đáp lại rồi. Tôi vội bước đến, nói với cô Thu Ngân: "Em gộp phần của cô ấy với đồ của chị nhé." Ly quay lại, hơi nhíu mày một chút, rồi sau đó mới như nhớ ra, khẽ thốt lên: "À, là cô." Tôi mỉm cười dắt bé Mèo bước lại gần hơn, vừa đặt đồ của mình lên quầy thanh toán, vừa hỏi: "Vâng, không ngờ lại gặp cô ở đây. Thường thì tôi thấy Huy hay đi mua sắm hơn, sao hôm nay lại là cô?" Ly nhún vai: "Đang dọn nhà rồi, bắt tôi đi mua thức ăn." "Tôi thấy cô mua cũng không ít đồ đâu, tôi gọi taxi rồi, lát cô về cùng tôi nhé." Ly gật đầu, không quên nhắc: "Lát về tới tiệm tôi gửi tiền cô." Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, coi như tôi quà đáp lễ của tôi cho con búp bê kia đi, cô nhận cho tôi vui nhé." Ly hơi ngẩn người một lát rồi cũng đồng ý. Về đến tiệm, tôi và cô ấy vừa xách đồ lên tới cửa, mùi thuốc tẩy, thuốc phun côn trùng đã xộc vào mũi, làm Ly ho khan không ngừng. Huy chạy ra, khẩu trang kín mít, vừa nói với Ly vừa liên tục phun phun xịt xịt: "Cô đi chỗ khác chơi đi, tầm chiều hãy về để tôi dọn dẹp." Ly trừng mắt lên: "Tôi đi đâu bây giờ? Ở đây tôi có quen ai đâu." "Kệ cô, cô ra quán cà phê hay rạp chiếu phim đi. Dù sao trong nhà giờ cũng đang bừa bộn và có mùi lắm, cô không ở được đâu." Tôi thấy vậy bèn nói chen vào: "Hay cô sang nhà tôi đi, trưa nay tôi nấu cơm chúng ta ăn luôn." Ly còn đang do dự, bé Mèo đã nắm lấy tay cô, lắc lắc: "Đi đi cô sang ăn với con, cho cả sát sang nữa."
Chút nhu mì hiện lên trong đôi mắt Ly. Cô ấy im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. Bà chúng tôi vừa về tới cổng, bé mèo đã reo lên. À, Jack! Tôi ghé mắt nhìn, thấy chú mèo Spin đang ngồi chậm chệ trên ghế trước sân nhà. Bé mèo chạy vội vào, ôm nó trong tay, không quên hôn lên cái đầu trọc lóc của nó. Liền ngồi xuống ghế, đón lấy cốc trà mật ong tôi mới pha xong, hỏi khẽ. Chỉ có hai mẹ con cô sống ở đây sao? Tôi hơi sững sờ, rồi cười. Vâng, có hai mẹ con tôi thôi. Vậy bố cô bé đâu? Ly hôn rồi, anh ta chắc cũng đã lấy vợ rồi. Tôi thản nhiên đáp. Đã lâu rồi tôi cũng không còn cảm giác đau nhói nơi lồng ngực mỗi khi nghĩ tới người đó. Đến bây giờ nhắc tới chuyện mình đã ly hôn, một chút lăn tăn trong lòng cũng không còn nữa. Hệt như cảm giác kể cho một người bạn nghe rằng: Ê mày, hôm qua tao bị ngã đấy. À, tôi xin lỗi nha. Ly ấy nay. Tôi bật cười. Cô có lỗi gì chứ? Tôi còn không để ý, cô để ý làm gì? Nói xong tôi ngồi xuống ghế nhấm nháp cốc trà của mình, rồi mỉm cười. Nhiều người cứ nghĩ rằng phụ nữ đã ly hôn thật đáng thương, nhưng chỉ có những người như chúng tôi mới cảm nhận rõ nhất cuộc sống hiện tại tốt hơn trước biết bao nhiêu, và có bao nhiêu là tự tại. Ly gật đầu. Cô nói đúng, là đáng thương hay hạnh phúc chỉ có người trong cuộc mới rõ, người ngoài cuộc không có quyền phán xét. Cảm ơn cô là người đầu tiên ngoài bố mẹ tôi nói như vậy với tôi đấy. Hôm nay tôi rất vui, để tôi chiêu đãi cô một bữa thật ngon nha. Lát tôi gọi cả cậu Huy sang ăn cùng nữa. Ly gãi đầu. Tôi không biết nấu ăn, nên chắc không giúp gì được cô rồi. Tôi bật cười. Không sao, mỗi người có một thế mạnh mà. Cô giỏi kiếm tiền, nên có thể không cần phải biết nấu ăn đâu. Nói rồi tôi đeo tạp dề đi vào bếp. Tất bật một hồi, mâm cơm đã được dọn ra. Có sườn xào chua ngọt, nem cuốn, chả xiên, cá nấu canh. Tôi còn đặc biệt làm thêm một suất bít tết cho Sắc. Mèo nhà giàu nên suất ăn cũng phải khác biệt. Ly cắm cúi ăn, trên chóp mũi xinh xắn dính một hạt cơm, nhìn đáng yêu hết mức. Huy vừa ăn vừa tắm tắt khen. Còn phía bên kia, Sắc cũng thư thái nhấm nháp bữa ăn của mình, nhìn mà có vẻ rất thỏa mãn. Kết thúc bữa ăn, tôi còn làm cho Ly một ly trà sữa tự nấu. Cô nếm thử rồi giơ ngón tay khen ngợi. Ngon lắm nha. Tôi còn biết làm nhiều món nữa nha. Để mấy hôm nữa rảnh, tôi mang sang cho cô nha. Tôi cười. Người nào mà lấy được cô đúng là có số hưởng đó. Huy cũng vừa uống trà sữa vừa chen vào, nhưng lập tức bị Ly nhéo cho một cái đầu điếng. Huy vừa xoa mạng sườn vừa nhăn nhó. Cô làm sao vậy? Hở một chút là bạo lực. Tôi nói sai gì à? Tôi bật cười. Huy không biết thật. Cô đừng trách cậu ấy nha. Cũng không phải ngại khi nhắc tới chuyện đó trước mặt tôi đâu. Vậy gã chồng cũ của cô chắc là có vấn đề về mắt rồi. Huy vẫn hậm hực. Không chắc. Mỗi người đều có gu riêng của mình mà. Có thể với anh ta tôi không hoàn hảo, nhưng tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi tự thấy bản thân mình ok là được rồi. Nói rồi tôi cũng đưa cốc trà sữa lên hút một ngậm, nhìn ra bên ngoài, nắng lên rất đẹp. Bất chợt gợi lại cho tôi ngày mà Minh, chồng cũ của tôi, ngỏ lời yêu. Minh là bạn đại học của anh trai tôi, cũng là đàn anh trên tôi 3 khóa. Tôi gặp anh lần đầu vào ngày nhập học. Khi anh trai tôi đến giúp tôi hoàn thiện các thủ tục nhập học, Minh khá đẹp trai, hài hước và rất nhiệt tình. Tôi vốn ban đầu cũng không ấn tượng về Minh nhiều lắm, nhưng sự quan tâm, ân cần và tâm lý của anh dần dần khiến tôi rung động. Người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Minh chinh phục tôi không chỉ bằng những lời nói ngọt ngào, những tin nhắn đông đầy yêu thương một buổi sáng trước khi thức dậy và mỗi đêm trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, mà còn bằng cả những món quà đầy bất ngờ, lãng mạn. Một cốc trà sữa đúng vị khi tôi buột miệng kêu thèm,
chiếc váy xinh đẹp đắt tiền mà tôi không dám mua. Chỉ đứng ngây ngốc nhìn mãi trong cửa hàng. Mình tốt nghiệp trước tôi, anh bận tối mắt tối mũi với những deadline, những lịch họp quay cuồng, nhưng chưa bao giờ lỗi hẹn cả. Năm tôi học năm cuối đại học, mình thôi việc, tự mở một công ty chuyên các sản phẩm về mẹ và bé. Mình ôm tôi trong tay, thủ thỉ về ước mơ của một gia đình ba người ấm áp và hạnh phúc. Tôi tốt nghiệp, đi làm được vài tháng thì công ty của mình thua lỗ. Nhìn anh suy sụp, gầy sộp đi, lòng tôi đau như cắt. Tôi dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình, lại lao đầu vào làm việc như điên, vừa cố gắng giúp mình cân đối lại nguồn vốn còn sót lại. Ngày đi làm ở công ty, tối hai đứa cắm đầu vào máy tính kiếm tìm các nguồn hàng. Ngày cuối tuần ít ỏi, tôi lại theo mình đi thị trường. Những ngày tháng đó đọng lại trong tôi là hai tấm lưng mồ hôi ướt đẫm, những chiếc bánh mì khô ăn vội, những giấc ngủ ngắn ngủi tới đáng thương. 3 năm trời quần quật làm, gặp biết bao là những cái lắc đầu, xua tay từ chối. Cuối cùng công ty của mình cũng tạm ổn. Mình ôm tôi vào lòng, giọt nước mắt ứa trên mi. Anh nói, cuối cùng đã có thể cho tôi một cuộc sống như mong ước. Trong lễ cưới, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dài, cùng lời hứa yêu thương tôi mãi mãi. Ngày tôi sinh bé mèo, anh ôm hai mẹ con trong tay, run run nói sẽ vĩnh viễn bên cạnh, bảo bọc cho tôi. Ngày ấy tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc mà không hề hay biết. Vĩnh viễn chỉ có nghĩa là 2 năm. Tuyết xuất hiện trong công ty mình khi bé mèo mới tròn 2 tuổi thôi. Cô trợ lý xinh xắn với đôi mắt đen lấy tròn to cùng mái tóc đen dài thẳng mượt nhanh chóng được mọi người yêu thích. Cô ấy không nóng bỏng, quyến rũ mà thanh thuần như cơn mưa đầu hạ, giống như mối tình đầu năm 17 tuổi của bất kỳ chàng trai mộng mơ nào. Tôi dần dần ý thức được trong những câu chuyện của mình Tuyết xuất hiện nhiều hơn, ánh mắt anh nói về cô cũng dịu dàng hơn. Công việc mỗi lúc một bận, tôi như phân thân thành 2, thành 3, vừa chăm bé mèo, làm việc nhà, làm công ty, mệt tới không kịp thở. Có những ngày khi mình về đến nhà, tôi đã ngủ, và trước khi mình kịp thức vào buổi sáng hôm sau, tôi đã ra khỏi nhà, mang gửi bé mèo rồi vội vàng đến công ty. Từ lúc nào hai vợ chồng hầu như chỉ gặp nhau một chút, rồi mỗi người một việc. Có một lần tôi tới gặp mình, vô tình nhìn thấy Tuyết đang ân cần chỉnh lại cà vạt cho anh. Trong tim mơ hồ nhói lên một cảm giác bất an. Buổi tối hôm đó tôi về nhà sớm, chuẩn bị một mâm cơm thật ngon lành, toàn những món ăn anh thích, nhưng mà chờ mãi anh cũng vẫn không về. Bé mèo đã ngủ, còn tôi ngồi buồn thiêu bên mâm cơm đã nguội, mò mẫm vào Facebook. Mắt tôi nhòe đi khi thấy Tuyết úp ảnh một mâm cơm tối nóng hổi. Mà trùng hợp làm sao, từng món bên này lại giống mâm cơm của tôi như đúc. Mình về nhà khi trời đã khuya, mâm cơm tôi đã lặng lẽ dọn đi. Vì càng nhìn nó, tôi lại càng thấy mắt mình nhức nhối. Anh về giường nằm, cũng không còn hôn lên trán tôi như ngày trước, chỉ lặng lẽ nằm xuống, rồi quay lưng lại với tôi. Người vốn với tôi là thân thuộc, đột nhiên trở nên xa lạ đến hoảng hốt. Sáng hôm sau tôi nói với Minh sẽ đưa bé mèo sang nhà bà ngoại đến tối muộn mới về, vì tôi phải đi công tác sang tỉnh khác. Nhắm chừng lúc về đến nhà cũng phải là tầm 10 giờ tối. Tôi dặn anh đồ ăn tôi đã làm sẵn để trong tủ lạnh, khi nào ăn anh có thể hâm nóng lại. Mình ậm ừ, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt anh có một sự chờ mong khó nói. Tôi đưa bé mèo về nhà mẹ rồi bắt taxi quay lại. Tôi ngồi trong xe bên kia đường, cách mấy ngôi nhà, nhìn đăm đăm vào cánh cổng với nước sơn đã quen thuộc đến đau lòng. Tôi từng nghĩ nếu có thể cứ ngồi mãi thế này mà không có người nào dừng trước cửa thì hạnh phúc biết bao. Nhưng chỉ một lúc, một lúc rất ngắn ngủi thôi, cánh cửa ấy đã mở ra để đón một người mà tôi không hề xa lạ. Vẫn là mái tóc đen thẳng mượt ấy,
vẫn là bộ váy trắng thanh thuần ấy. Hai màu sắc tương phản chọc vào mắt tôi đau đớn. Tôi bật cười, cay đắng nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa quen thuộc kia. Tôi nán lại một lúc rồi mới bước xuống xe. Từng bước chậm chạp tiến lại gần. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, lén lút như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình, rồi đứng chết lặng khi nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Trên chiếc giường của tôi là hai bóng người đang dây dưa quấn quýt, say đắm đầy cuồng nhiệt. Chiếc váy trắng thanh thuần đã bị lột xuống cùng với những món quần áo khác nằm vương vãi xung quanh. Ghê tởm, khiến tôi đứng không vững. Nhưng chỉ một lát, tôi ép mình bình tĩnh lại. Tôi bước lại gần, đưa tay lên gõ cửa. Tiếng động khiến hai người trước mặt dừng lại. Trên mặt còn vương nét ngỡ ngàng hoảng loạn. Tuyết vờ lấy chăn che kín người. Còn mình đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn tôi. Em, sao, em lại về? Tôi lùi lại vài bước, không muốn đứng gần anh ta một chút nào nữa, nhếch miệng. Không về, sao được xem phim miễn phí thế này? Là em cố ý sắp đặt à? Mình gằn giọng. Tôi không trả lời, sải bước tiến vào phòng ngủ. Trên giường Tuyết đang lặng lẽ khóc, từng giọt nước mắt to tròn lặng lẽ rơi, nhìn như một chú mèo con đáng thương. Nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ càng chọc vào tim, khiến tôi như muốn điên lên. Tôi cầm từng nắm quần áo ném thẳng vào mặt Tuyết, khó khăn gằn từng chữ. Cút ngay, đừng làm bẩn giường tao nữa. Tuyết lại ngẩng mặt lên, nước mắt lã chả rơi, nghẹn ngào. Em xin lỗi, tất cả là do em, chị đừng trách anh Minh nữa. Tôi chướng tay, dứt khoát quay người. Tôi cho cô 5 phút, cút khỏi chỗ này ngay, tôi không muốn bẩn tay. Tôi vừa nói xong, Tuyết đã vùng dậy quỳ xuống chân tôi, càng khóc thê lương hơn. Em xin chị, là do em, do em yêu anh Minh. Anh ấy không có lỗi, chị đừng trách anh ấy. Tôi chán ghét tới cực điểm, xoay người tát cho cô ta một cái. Tay cũng tê đi vì đau. Khó khăn nhả chữ. Cút. Mình lập tức lao đến ôm lấy Tuyết trong lòng, nhìn tôi đầy phẫn nộ. Cô quá đáng vừa thôi. Tôi bật cười. Tôi quá đáng à? Anh có tư cách nói câu này à? Tôi nhắc lại, trong vòng 5 phút nữa, tất cả cút ngay cho tôi. Hay anh muốn tôi gọi tất cả mọi người đến chứng kiến cảnh này? Mình sững lại, không nói thêm gì, chỉ giúp Tuyết mặc lại quần áo. Tôi cũng bước ra ngoài, lấy vali nhét toàn bộ đồ dùng của mình vào trong đó, ném ra ngoài cửa. Mình thấy vậy cũng không nói gì nhiều. Một tay dắt Tuyết vẫn đang yếu đuối run rẩy khóc, một tay kéo vali bước ra khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng sập lại, cũng là lúc tôi đổ người xuống ghế, òa lên khóc. Tôi khóc như đứa trẻ bị đòn. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn ra khỏi khóe mi, ướt đẫm một mảng ghế. Căn nhà rộng chỉ còn lại tôi cùng với tiếng nức nở đầy cô độc. Những ngày sau đó, mình không quay trở lại nhà, chỉ còn tôi và bé mèo. Chiếc giường trong phòng ngủ đã bị tôi gọi người tới chuyển ra đống rác. Cả chăn cả gối thay bằng một chiếc giường và một bộ chăn ga gối khác. Tôi gọi cả đội vệ sinh đến lau chùi dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà, mà cảm giác ghê tởm nó vẫn ám ảnh không thôi. Đêm hôm sau, bé mèo lên cơn sốt, trán con bé nóng hầm hập. Tôi hốt hoảng gọi xe vào bệnh viện tư mình hay tới. Người ta lấy máu xét nghiệm, trên đầu con bé còn lủng lẳng một ống truyền. Tôi xót xa nhìn kim truyền cắm vào cánh tay bé, trắng bệch, lòng đau như xác muối. Sau một đêm ngủ chập chờn, tôi mệt mỏi bước ra quán cháo mua một chút về đút cho con. Trùng hợp làm sao, tôi đụng phải Minh, cũng một cặp lòng cháo trên tay, bước ra khỏi cửa một phòng bệnh khác.
Tôi ngước mắt lên, rồi đảo mắt nhìn xuyên qua cánh cửa phòng đang mở rộng. Tuyết yếu đuối nằm dựa vào tường. Tôi nhếch mép cười nhạt, lách người muốn bước qua. Mình đã giữ tôi lại, lo lắng hỏi: có phải con ốm không? Tôi giật tay ra khỏi mình, không quên phủi lên chỗ vừa bị nắm, cũng không thèm nói nhiều, chỉ cất bước đi tiếp. Mình nhìn theo tôi, thoáng chút bối rối, rồi cuối cùng chạy theo tới phòng bệnh của bé mèo. Anh lao tới, sờ lên trán con đầy lo lắng. Con sao rồi? Tôi hừ lạnh. Anh ra ngoài đi, để yên cho nó ngủ. Để anh ở với con một lát. Tôi chán ghét, thẳng thừng đuổi khách. Anh đi đi, tôi cần ngủ. Anh sang mà chăm sóc người yêu đi. Bé mèo ở đây có tôi rồi, không có việc của anh, mà cũng không có chỗ cho anh đâu. Em đừng cay nghiệt như thế, Tuyết rất đáng thương, cô ấy không có lỗi, là lỗi của anh. Phẫn nộ nháy mắt dâng lên trong ngực, khiến tôi run rẩy đè nén, mãi mới gằn giọng được. Anh cút đi, đừng để tôi to tiếng ở bệnh viện. Mình không nói nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Còn tôi ngồi phịch xuống giường, dồn dập thở, nghe nghẹn đắng trào lên tận đầu môi. Hai hôm sau bé mèo được xuất viện, con bé đã cắt sốt, cũng khỏe hơn. Tôi ngồi taxi ôm con về nhà, trong lòng trống rỗng đến cùng cực. Bố mẹ, anh trai cũng đã biết chuyện. Anh trai tôi còn muốn cho mình một trận. Tôi ngăn lại, chỉ nhìn thật sâu vào mắt anh, lắc đầu. Bỏ đi anh, bẩn tay, không đáng đâu. Anh tôi sững lại, quay mặt đi, nhưng tôi đã kịp nhìn. Trong đôi mắt ấy là loang loáng nước. Tôi xin nghỉ ở công ty vài ngày thu xếp chuyện gia đình. Buổi sáng phải đi làm lại, tôi vừa bước ra cổng đã giật mình khi thấy Tuyết đứng chờ sẵn. Tôi không muốn nhiều lời, coi cô ta như không khí. Nhưng Tuyết đã vội vàng túm lấy tay tôi, nước mắt lã chả rơi. Chị ơi, em xin chị đấy, chị tha thứ cho em và anh Minh đi. Tôi hất tay cô ta ra, lạnh giọng. Cút, đừng động vào người tôi, bẩn. Nhưng Tuyết dường như không nghe thấy, vẫn níu lấy tay tôi. Nước mắt như mưa rơi trên gương mặt nhợt nhạt, càng khiến cô yếu ớt. Đừng, chị ơi, là lỗi của em, là do em không tốt. Tôi chán ghét tột cùng, mà cô ta vẫn bám lấy tay tôi không buông. Cuối cùng chịu hết nổi, tôi đưa tay đẩy cô ta một cái thật mạnh. Tuyết ngã ra đường, tay ôm bụng. Vừa lúc mình cũng xuất hiện, nhìn thấy cảnh ấy, anh lao đến thật nhanh, ôm Tuyết vào lòng, hướng tôi bắn về cái nhìn cuồng nộ. Đồ độc ác, cô có biết cô ấy có thai không? Cô ấy có mà làm sao, tôi không tha cho cô. Tôi sững sờ, chua chát dâng lên ngập lòng. Hay làm sao, tôi ở nhà không đi thẩm mỹ, mà bỗng dưng được khuyến mãi thêm mấy chục cm chiều cao. Tôi nhìn hai con người trước mắt, bao lời muốn nói quay cuồng trong óc, cuối cùng nghẹn lại nơi đầu lưỡi, chỉ thốt ra được đúng hai từ vô sĩ rồi quay lưng đi. Ở lại thêm một phút nữa, tôi không chắc mình có thể kìm được cơn điên cuồng đang vò xé trong dạ. Trước hai kẻ này, càng cáu giận, càng chửi mắng, chỉ càng khiến tôi thấy tự tôn của mình hạ thấp. Tôi đến công ty, tâm hồn treo ngược cành cây, không thể nào tập trung được. Mọi giao tiếp cứ như xuyên thủng đầu tôi, bay từ tai nọ rồi bay sang tai kia. Chật vật một buổi sáng, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi. Tôi xin nghỉ, đi lang thang vô định ngoài đường. Những đôi lứa yêu nhau đi lại nhộn nhịp, tay trong tay càng như mũi dao cứa vào lòng tôi đau tê dại. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời, mà nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi ngồi sụp xuống bên thành cầu, run rẩy khóc. Cảm giác như mọi thứ trong bụng mình nó cũng quặn lại, cũng muốn tan thành nước mắt mà chảy đi hết. Cô ơi, cô sao thế? Cô bị đau à? Tiếng nói ngây thơ bên cạnh làm tôi ngừng khóc. Tôi ngước mắt lên, một cô bé tầm 4 tuổi, váy trắng, tóc cài nơ đang đứng trước mặt tôi. Trên tay cô bé là một cây kẹo mút.
Cô bé chì ra cho tôi, ngọng hiểu nói: "Cho cô này, cô đừng khóc." "Mẹ cháu nói khóc là xấu, cười lên mới đẹp." Tôi bất giác bật cười, cũng nhận lấy cây kẹo mút từ tay người bạn mới. Cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi, ngây thơ nói tiếp: "Cô bị đau à? Để cháu xoa cho cô nhé. Nhanh hết thôi." Tôi nhoẻn miệng cười: "Phải, cô bé ấy nói đúng mà, nỗi đau nào rồi cũng sẽ phải hết thôi." Tôi cứ thế ngồi trên cầu, vuốt sạch nước mắt, nghe cô bé không quen líu lo mọi chuyện, cho tới khi mẹ cô bé nói trong điện thoại tới gần đón cô bé đi. Tôi vẫn ngồi nhìn ra sông, để mặc cho gió thổi vào mắt mình khô rác, thổi đi cả những đau đớn cuộn loạn trong lòng. Tôi về nhà mẹ khi sắc trời đã ngả sang màu sẫm. Mẹ hỏi tôi khi tôi đang ôm bé mèo trong lòng, hít hà mùi tóc thơm thơm của nó: "Con tính sao?" Tôi hỏi ngược lại mẹ. "Mẹ sẽ không giận con chứ?" Mẹ hơi giật mình. "Con định ly hôn hả?" Tôi khẽ gật đầu. Ánh mắt mẹ rơi trên gương mặt mẫm mỉm của bé mèo rồi lắc đầu. Giọng mẹ hơi run: "Con bé, nó còn nhỏ quá." "Như thế có khi lại là một điều tốt mẹ ạ. Ít nhất nó chưa kịp hiểu thế nào là chia ly. Nó sẽ không biết cảm giác đau đớn là gì đâu." Mẹ lại gần, vòng tay ôm hai mẹ con tôi, xót xa: "Mẹ thương con, thương bé mèo quá." "Nếu thương con, mẹ đừng phản đối quyết định của con nhé. Con không tin có bố mẹ, có con, có cả anh hai là không đủ cho hạnh phúc của bé mèo." Mẹ gật đầu, đưa tay lên chùi nước mắt. Bạn vừa lắng nghe phần 1 truyện ngắn Hạnh Phúc Chỉ Dành Cho Ai Biết Trân Trọng, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu sau khi ly hôn, cuộc sống của người vợ thay đổi thế nào? Còn người chồng có hạnh phúc bên tình nhân sau khi phản bội vợ hay không? Mời bạn đón nghe phần 2 của truyện ngắn trong blog radio của tuần sau. Blog radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Hà Diễm. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh blog radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.